Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Tam Nông vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập được huyện Tam Nông quan tâm, thực hiện hiệu quả. Trong năm, Hội khuyến học đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, nhà tài trợ, thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường với nhiều chương trình thiết thực ý nghĩa, trao tặng trên 2.100 xuất quà nhân dịp Tết Nguyên đán, dịp đầu năm học mới, chương trình tiếp sức cho em đến trường với tổng số tiền trên 300 triệu đồng, hỗ trợ trên 300 triệu đồng mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập cho các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Hoạt động của Hội khuyến học các cấp huyện Tam Nông đã góp phần hỗ trợ công tác giáo dục của địa phương, giúp nhiều em học sinh có thêm động lực để vươn lên trong học tập và cuộc sống.